Có lần tranh luận về việc làm phim, bạn tôi bực mình mắng tôi một câu nghe rất lạ tai. Tất nhiên, chỉ có xúc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình. Chữ nghĩa đến là nóng nảy và táo tợn. Tôi ngờ rằng lời lẽ ấy bạn tôi đã vay mượn ở đâu đó. Người biên tập bộ phim này cho hay, từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tử tế, trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang hoặc siêu phàm. Hôm nay 20 tháng 4 âm lịch, ngày giỗ đầu một bạn đồng nghiệp của chúng tôi. Cũng không hiểu sao, đồng nghiệp của chúng tôi qua đời trong những năm qua, phần đông đều do một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư. Nhà quay phim Nguyễn Quý Nghĩa, Nguyễn Quang Trình, nhà biên kịch Quang Minh, đạo diễn Tô Cương, nhà quay phim Phan Trọng Quỳ, đạo diễn Trần Thịnh, đạo diễn Xuân Thành và bây giờ là Đồng Xuân Thuyết nữa. Chúng tôi đã theo Thuyết gần 2 năm trước khi anh qua đời. Vào những giờ phút cuối, anh bình thản nói: tôi mắc một bệnh khá là hiểm nghèo. Sau những cơn đau xé ruột, những lúc tỉnh táo, mình đọc và thấy rất thích cuốn sách này. Tôi đọc các cậu nghe một đoạn nhé. Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác. Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế, người đời chúng ta chừng nào còn sống, hãy gắng giúp nhau để cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người ấy lại giúp cho người khác nữa, và cứ như thế cho đến vô cùng. Sao cho cái chết của một con người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống. Các cậu thấy có lạ? Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Người đời chúng ta chừng nào còn sống, hãy ra sức giúp đỡ nhau để cho tâm hồn trở nên bất tận. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người ấy lại giúp cho người khác nữa, và cứ như thế cho đến vô cùng. Sao cho cái chết của một người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống. Lúc khỏe mà trở về với cậu thì vui như Tết. Còn nếu có điều gì bất hạnh thì cũng chẳng có gì đáng ân hận lắm. Thì khi còn sống, chúng mình ăn ở với nhau rất là tử tế đấy nhé, không? Thế nhớ chẳng may thì cậu có dối răng gì không? Nhưng dối răng thì các anh nhiều việc quá rồi cũng quên hết thôi. À này, mình có nghĩ là các cậu lên làm với nhau một cái gì đó, nó có thể bắt đầu từ tình thương yêu giữa con người chắc, hoặc là đi từ nỗi đau của con người chắc. Khó đấy.
khó cũng phải làm. Còn nếu không làm các cậu mà vô tích sự nhau, tớ đi trước, tớ sẽ kéo các cậu theo sau rồi. Cũng chẳng ân hận lắm, bởi lúc sống chúng mình ăn ở với nhau rất là tử tế. Tớ cứ nghĩ các cậu nên làm với nhau một cái gì đấy, một cái gì đấy, bắt đầu từ tình thương yêu con người, đi từ nỗi đau của con người. Không có gì thành thật bằng lời nói của người sắp qua đời. Từ đấy chúng tôi định bụng rủ nhau đi làm một bộ phim tử tế. Tử tế dù là tương đối, nhưng việc có lẽ không thành. Bởi một hôm chẳng rõ vì đâu, người làm gạch bất bình xăm xăm chạy ra, xua đuổi chúng tôi té tát. Xin các ông đi chỗ khác cho chúng tôi nhờ, không có quay quắt gì ở cái lò gạch của tôi sất cả. Chán cái đám phim ảnh các ông lắm rồi. Có giỏi thì cứ chụp cái cảnh chúng tôi sống thật như thế nào đi. Cứ bày đặt ra mãi thế mà không thấy ngượng hả? Không thấy ngượng hả? Cũng có lúc ngượng lắm chứ, hỡi cái ông có cái lò. Người xưa từng nói, lập thân tối hạ thị văn chương, nghĩa là lập thân bằng cái nghề văn chương nghệ thuật là cái nghề thấp kém, hèn mọn nhất. Ừ, nghề của chúng tôi cũng là một nghề hèn, nghề mọn. Hèn vì nghĩ nhiều mà không dám nói ra, mọn vì cái làm ra cũng chẳng mấy ai cần đến. Ông có cái lò gạch đâu có biết, bấy lâu nay chúng tôi mắc phải một thói quen cố hữu, chỉ mong sao làm vừa lòng bề trên. Một cuốn sách, một vở diễn, một bộ phim ra đời đâu có mấy phụ thuộc vào sự hữu hiệu của nó với cuộc đời, lại chẳng mấy phụ thuộc vào mong muốn của những người lam lũ như ông, mà thường nhất nhất trông đợi ở sự xem xét của bề trên chúng tôi. Bề trên chúng tôi bằng lòng thì được, không bằng lòng ắt phải bỏ. Bề trên của chúng tôi khen thì chúng tôi sung sướng, bề trên chúng tôi chê thì chúng tôi buồn rầu. Ngay cái chuyện vào nghề của người quay phim bộ phim này tuy cũ nhưng vẫn còn là một thí dụ đấy. Thời niên thiếu, anh ta ở nhà quê đi chăn vịt. Cái nghề chăn vịt nào có hứng thú gì. Một trưa hè mệt quá, anh ta chui bừa vào một cái lều để ngủ. Lũ vịt vô kỷ luật đã sục vào ruộng của hợp tác. Các bác ở ủy ban xã giận lắm, liền ghi chuyện đó vào lý lịch. Bên cạnh bốn chữ ký của các bác ở ủy ban xã có cả xác nhận của huyện và hai chữ tối mật. Thế là đằng đẵng nhiều năm, không thể thi vào bất kỳ một trường nào, một ngành nào mà anh ta vẫn mộng mơ. Mãi sau tình cờ có một lớp quay phim, anh ta thi đại vào. Vậy là nghề chăn vịt với nghề làm phim như chúng tôi cũng chỉ cách nhau có gang tấc. Xin các ông đi chỗ khác cho chúng tôi nhờ, không có quay quắt gì ở cái lò gạch của tôi cả. Gã có cái lò gạch xua đuổi chúng tôi là hắn bậy rồi. Chúng tôi ít ra cũng là người của nhà nước. Có giỏi thì cứ chụp cái cảnh chúng tôi sống thật như thế nào đi. Cứ bày đặt ra mãi thế mà các ông không thấy ngượng hả? Hình như hắn có cái lý của hắn. Đến như bọn trẻ con đã có lần toét miệng cười và bảo chúng tôi rằng: à, các chú quay cái loại phim này, chúng cháu xem là chúng cháu hay buồn ngủ lắm đấy. Đâu phải thế, chúng tôi từng làm hàng trăm bộ phim. Nhân dân chiến đấu anh hùng như thế nào, nhân dân quyết tâm sản xuất như thế nào, nhân dân phấn khởi tin tưởng như thế nào. Những bộ phim đó đã đi vào lịch sử và một thời đã mang lại vinh quang cho chúng tôi. Nhưng phải nhận rằng chẳng có mấy bộ phim miêu tả nhân dân ăn ra sao, nhân dân ở ra sao,
nhân dân đi lại sinh sống như thế nào, và nhất là nhân dân nghĩ ngợi bàn tán những gì. Nhân dân, hai tiếng thật thiêng liêng. Chẳng thế mà nhân dân có mặt ở khắp nơi. Về văn hóa thì có nghệ sĩ nhân dân, hiệu sách nhân dân, giáo viên nhân dân, nhà hát nhân dân, báo nhân dân. Ở những cơ quan nghiêm mật thì có hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân. Một thời, chúng ta đã có những lời ca về nhân dân thực sự xúc động lòng người. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Nhiều khẩu hiệu đã trở thành tâm niệm của một lớp người phục vụ nhân dân, đầy tớ nhân dân, và cao hơn nữa là hiếu với dân, chung với đảng với nước thì đã rõ. Còn nội dung cụ thể của hiếu với dân theo anh là gì? Cái này tôi phải nghĩ đi. Nhưng anh hỏi làm gì nhỉ? Cứ nghĩ như con có hiếu với cha chẳng hạn. Chăm sóc cha lúc tuổi già, phụng dưỡng cha lúc ốm đau, thờ phụng cha khi qua đời, kế tục những mong mỏi hoài bão của cha còn dang dở. Hiếu phải đi đôi với thảo. Không thể đẩy cha mẹ ra lề đường kiếm sống mà lại cứ tự xưng rằng tôi là đứa con có hiếu. Còn như đạt tới sự hiếu thảo với nhân dân thì ý nghĩa và nhân quả của nó còn to lớn hơn nhiều. Cụ Hồ có căn dặn rằng bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ của nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân. Người có lương tâm đều hiểu, không phải lúc nào và ở đâu, nhân dân cũng đã được đền bù xứng đáng. Có thể vì vậy mà ông Lò Gạch đã đối xử với chúng tôi, những người của nhà nước, chưa được mặn mà tử tế cho lắm. Chào anh. Theo anh thế nào là sự tử tế? Chịu. Thế nào là sự tử tế bây giờ là khó lắm đấy. Ý chị thế nào ạ? Có được phép nói thật không ạ? Xin mời. Vâng. Người mình được coi là tử tế thì theo tôi trên thực tế là người mình nhờ vả một cái gì đó về quyền lực hay là vật chất. Chữ tử tế thì thường chỉ ở miệng những người có tuổi hoặc những người hơi xưa. Bây giờ thì bận lắm, mấy ai có thời gian để luận bàn những chuyện xa xôi ấy. Xung quanh ta có nhiều người tử tế lắm chứ. Những người tử tế là người nhân hậu, thương yêu con người, ham làm điều thiện, lo việc công ích chứ không vì chức vụ hay bổng lộc. Theo tôi, những người bất hạnh, người cô đơn, người nghèo khó và nhất là người trung thực, họ chính là những người mong mỏi có sự tử tế hơn ai cả. Đây là một câu hỏi lẩm cẩm. Tử tế à? Các ông thử nghĩ mà xem. Người cần sự cứu giúp thì gặp kẻ muốn ban ơn, thành sự tử tế. Người xa cơ lỡ vận, gặp kẻ cần tiếng thơm để toát tính những việc xa hơn, cũng thành sự tử tế. Tử tế làm cái gì đó tế nhị, có đi có lại. Tử tế, các đồng chí làm phim thân mến nè, hai cái chữ đó đó là gốc từ chữ Hán. Chữ tứ là việc nhỏ nhất, mà tế là cái điều nhỏ nhất. Hai chữ tử tế cộng chung lại nó có nghĩa rằng là cẩn thận từ cái việc nhỏ nhất. Vì chữ tử tế chúng ta hiểu lâu ngày nó sai đi, nó khác đi. Cái tử tế không thể, tử tế thật sự đó không thể có tiền mà mua được, không thể mong ước mà có được. Nó phải qua cái học hành, cái rèn luyện, cái giữ gìn, cái kế thừa mà có. Tử tế là bông hoa thơm, bông hoa đẹp của tình người. Ăn ở với nhau tử tế là lẽ thường tình, là niềm an ủi của người đời. Chỉ có đồ hủi mới ăn ở với nhau chẳng ra gì.
đồ hủi, xấu như hủi, bẩn như hủi, lười như hủi, không dây với hủi. Cũng là để hiểu những người mắc bệnh phong mà người đời vẫn gọi là người hủi ăn ở với nhau ra sao, chúng tôi đã gặp vài ba cảnh đời thiết nghĩ cũng nên kể lại. Cháu có tên là Tú Anh, nhưng bà bảo cái tên Tú Anh nó Hà Nội quá. Mình thì người nhà quê, bố cháu là Triện, bà gọi cháu là Triền. Thằng Triền một thời ít bạn vì tiếng đồn khắp vùng mẹ nó là người hủi. Mẹ nó là người hủi thì bố nó bỏ đi luôn. Mẹ nó, chị Nguyễn Thị Hằng, phải bỏ quê lang thang bờ bụi, kiếm được đồng tiền bát gạo, đêm đêm chị lần mò mang về cho nó. Nỗi đau thể xác và nhất là sự sỉ nhục về tinh thần đã đẩy chị tới một quyết định phải tự vẫn. Nhưng còn thằng Chiên, thằng Chiên phải có một nếp nhà trước khi mẹ nó qua đời. Vậy là đêm đêm chị lần về và bằng hai bàn tay cùi cụt co quắp không đủ ngón đốt đã đóng 18.000 viên gạch. Hỡi những người lành mạnh và tử tế, 18.000 viên gạch đêm lạnh buốt và đau đớn. Khi ngôi nhà đã dần hình thành, mẹ thằng Triền, một người hồi, còn có một ước vọng rất thơ mộng là viết để lại cho con những dòng thơ tâm sự. Sổ thơ của người hồi có cả ảnh và thơ của blog. Chữ viết của người hồi có bao giờ thẳng hàng. Túp lều nát rùng mình trong gió rét, chiếc nôi nghèo run rẩy giữa đêm đông. Bố bỏ đi biệt xứ chẳng một lời, thế là hết, chẳng còn ai chăm sóc con ư. Tội nghiệp cho Tú Anh cái tên trong sáng, như chim non bé bỏng mồ côi. Mẹ nghĩ phải gắng sống, sống vì con, gắng làm cho con một nếp nhà xinh. Đó là nếp nhà mẹ chịu nắng sương, chịu cái rét giá của đêm dài cô quạnh. Tạo hóa bao giờ cũng có nhân có quả. Mẹ thằng Triền đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa và đã qua khỏi. Nhiều lần dắt con đi bên bờ sông Trà Lý, nhắc đến tên các thầy thuốc chạy chữa cho mình, chị đã khóc. Nhiều đồng nghiệp của tôi và tôi nghĩ ngợi, thế là mình đã dành gần toàn bộ cuộc đời cho nghề thầy thuốc. Trải qua một thời gian dài, rất dài, chúng tôi mới chiêm nghiệm được một điều rằng, để thấu hiểu nỗi đau của con người không phải là một việc dễ dàng gì. Lần tìm chuyện về những người phong cũng nên đến trại điều trị phong Quy Hòa. Ở đây chúng tôi gặp mặt đông đảo các thầy thuốc. Câu hỏi của chúng tôi: thưa các thầy thuốc, ai là người tận tâm chạy chữa, chia sẻ với người phong ạ? Các bà sơ, chuyện đó phải kể đến các bà sơ. Các thầy thuốc, trong đó có những thầy thuốc từ khi rời ghế trường y cho đến bây giờ đã hai thứ tóc, làm việc ở các trại phong, đều trả lời chúng tôi như vậy. Sơ cao tuổi rất biết về Hàn Mặc Tử, một thi sĩ thời tiền chiến. Lâm Bệnh Hủi đã qua đời tại đây
gần nửa thế kỷ trước. Các sơ kể rằng thời Hàn có hai điều các sơ để tâm. Thứ nhất là thời ấy, do ít hiểu biết, người ta thật tàn bạo với người Phong. Thứ hai là khi Hàn lâm bệnh, rất nhiều người xa kẻ gần kiếm thuốc, tìm thầy chạy chữa cho Hàn rất công phu, tốn kém. Nhưng điều đáng nghĩ ngợi là phần lớn họ đều giấu tên để Hàn khỏi mang ơn. Xem vậy thì thời Hàn cũng có những người ăn ở với nhau đến là tử tế. Gặp các sư, chúng tôi sực nhớ lại lời thề Hippocrates treo ở giảng đường Viện Gia Liễu: tôi xin hứa và thề nhất luật tuân theo những ước lệ của tính thanh cao và lòng chính trực trong khi hành nghề. Tôi sẽ chữa bệnh không lấy tiền cho những người nghèo khó và không bao giờ đòi hỏi được thù lao quá với công sức của mình. Tôi chỉ mong mọi người dành cho lòng quý mến. Nếu tôi làm đúng lời thề. Lời thề Hippocrates là một lời thề tử tế. Từ lâu lắm, loài người đã cố tìm những lời đích thật để thề. Thề vì con người, vì lòng tin và sự đau khổ của con người. Dần xa lánh những lời thề vu vơ. Chúng tôi hỏi: thưa, đâu là nơi bắt đầu để các sơ yên tâm tận tụy phục vụ người mắc bệnh phong ạ? Dạ, chỗ bắt đầu của chúng tôi và đồng nghiệp là lòng tin. Vâng, nếu không có lòng tin thì con người không thể sống với con người được. Con người đã từ lòng tin thần thánh, lòng tin tôn giáo mà đến với lòng tin có chứng cứ, tin vào những cái đích thật. Lòng tin vốn tự nhiên và mãnh liệt. Lòng tin vốn không thể vay mượn, áp đặt hoặc tước đoạt. Mất lòng tin là mất tất cả. Bi kịch lớn nhất chưa hẳn là do nghèo túng, mà là do mất lòng tin. Khi con người không tìm ra cái đích thật để mà tin, khi giữa cuộc đời và thuyết giáo lại là một khoảng cách quá xa. Có muôn vàn thí dụ. Trước ngưỡng cửa cuộc đời, những đứa trẻ thơ ngây được chúng ta dạy rằng: các em yêu quý, các em là những đứa trẻ hạnh phúc, vì các em là con hồng cháu lạc. Giang sơn của các em là gấm vóc, thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên giàu có, tiền rừng, bạc biển. Cũng ở một lớp học như vậy, ở nước Nhật, thì người ta dạy con em người ta rằng: các bạn nhỏ yêu quý, các bạn là những đứa trẻ bất hạnh. Bất hạnh bởi các bạn sinh ra ở một đất nước hoàn toàn không có tài nguyên, không hề được thiên nhiên ưu đãi. Một đất nước đã từng thua cuộc trong chiến tranh. Gương mặt của đất nước này, tương lai của các bạn là trong tay các bạn. Giá như một lần chúng ta dạy con em rằng: các em ạ, cái nhục của sự nghèo khổ cũng chẳng kém gì cái nhục của sự mất nước. Đừng nghe những lời tâng bốc hão huyền, vì các em ạ, bi kịch và cả hài kịch thường xảy ra ở bất cứ đâu khi giữa cuộc đời và thuyết giáo là một khoảng cách quá xa. Chào các em. Theo các em thì xung quanh chúng ta cái gì là vĩ đại? Cháu chịu. Nào em. Vĩ đại thì cháu nói thật là cháu chỉ được nghe chứ cháu chưa được nhìn thấy. Thế thì theo các chú cái gì là vĩ đại cơ ạ? Theo tôi, cái vĩ đại nhất là được tạo dựng lên trên trái đất này là con người. Chính là con người. Nhưng tạo hóa đã không sinh ra một loại sinh vật nào chịu nhiều đau khổ hơn con người và khát khao sự tử tế hơn con người. Thật vậy, một nhà văn từng viết: con người là một sinh vật
không bao giờ chịu sống thúc thủ. Nó luôn luôn muốn vươn tới cái tuyệt vời, cái vô biên, cái vĩnh cửu, là những mục tiêu mà mãi mãi không bao giờ đạt tới. Còn cuộc đời thì biến động, chẳng chờ đợi con người. Người quay phim của bộ phim này một lần đi tìm cảnh ở phố chợ Đầu Ô, tình cờ gặp lại một người mà thời ngồi trên ghế nhà trường anh ta hằng kính trọng. Đó là thầy chủ nhiệm Lê Văn Chiêu. Cũng phải nói ngay rằng thầy Chiêu không bằng lòng cho quay những cảnh thầy bán rau. Lòng thầy trong sáng, thầy cho rằng như vậy là bôi bác chế độ. Do vậy, những cảnh này trò của thầy không dám bấm máy mà nhờ một người khác quay lén. Thầy Chiêu đã nhiều năm gắn bó với ngôi trường này, trường phổ thông Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Ở đây, thầy là một giáo viên dạy toán giỏi, chuyên luyện cho các em ở cuối cấp đi thi. Những nhận xét của thầy chủ nhiệm Lê Văn Chiêu trong học bạ của trò, nay là người quay phim của bộ phim này. Người học trò, cậu bé chăn vịt đảnh đoảng năm xưa, thì trở thành người quay phim. Người thầy chủ nhiệm, giáo viên dạy toán giỏi, chẳng hiểu đã đi bán rau từ bao giờ. Bây giờ thầy hiểu rau quả, thời vụ, chẳng kém gì hiểu môn toán mà thầy đã yêu. Mùa rau rút, thầy bán rau rút. Mùa cà chua, thầy bán cà chua. Mùa rau muống, thầy bán rau muống. Chuyện tình cờ, anh Xích Lô này được mời lên màn ảnh cùng một thời với người đạo diễn và biên kịch của bộ phim này. Vào những năm đánh Mỹ ác liệt nhất ở miền Nam, vợ chồng anh có mặt ở chiến trường khu 5. Chị là bác sĩ, anh là chiến sĩ an ninh của khu ủy. Năm 1973, anh chuyển sang phái đoàn quân sự 4 bên và cuối cùng là vào chiến trường Tây Nam. Anh tên là Trần Thanh Hoài. Con người ta sau khi làm tròn bổn phận với Tổ quốc thì cần phải kiếm sống, đừng có công thần và mặc cảm. Kiếm sống bằng chính sức lao động của mình là điều trong sạch lắm chứ. Hoài cởi mở và tự tin vào nghề nghiệp hiện tại của mình. Khác với thầy giáo Chiêu, có lần anh đã hồn nhiên hỏi chúng tôi: "Này, tại sao phim ảnh văn nghệ các ông không mấy khi lấy đám Xích Lô chúng mình làm nhân vật chính nhỉ?" "Thì chúng tôi đang quay phim ông đấy thôi." Nói thế cho qua chuyện, chứ nghĩ ra cũng lạ. Lạ vì khi chúng ta chưa có chính quyền trong tay thì nhân vật của văn nghệ chủ yếu là những người nghèo khổ. Một bác phu xe, một bé bán báo, một bé đi ở, một bà mẹ nghèo, một tiếng giao đêm. Ngày nay khi quyền hành đã về một mối thì những người nghèo khổ bất hạnh trong văn nghệ bỗng dưng biến mất, y như đồng bào của chúng ta bây giờ rất xa lạ với sự nghèo khổ, hoặc giả những người nghèo khổ đã chạy sang thế giới bên kia cả rồi. Ăn ở với nhau như vậy thì không những chưa được tử tế cho lắm mà còn đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là sự dốt nát. Loài người cũng chưa có một bộ luật nào xử lý đến tội dốt nát, và cũng chưa có một cơ quan thống kê nào tính đếm đến những hậu quả do sự dốt nát gây ra. Suy cho đến cùng thì mọi cái chuyện đau lòng của xã hội nếu có đều bắt đầu từ sự dốt và nát. Không có ai định nghĩa chính xác hơn người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học: dốt nát là sức mạnh của ma quỷ. Nếu sa đà vào việc luận bàn về sự dốt nát và sự thông thái, tôi e rằng đó là chuyện muôn thuở. Người đời có nói: phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc. Có lẽ vấn đề đó gần với chúng ta hơn. Khi đời sống vật chất tồi tệ, bất công thì nhân tính bị xói mòn, thiện ác lẫn lộn. Chống sự suy thoái của đời sống chính là chống sự xói mòn nhân tính.
Nếu nhân tính bị xói mòn, con người phải nói thật rằng không phải trong hoàn cảnh nào cũng có thể sống tử tế và nghĩ ngợi những điều nghiêm chỉnh được đâu. Bạn nghĩ gì về chữ hạnh phúc bán la liệt ở phố Hàng Mã? Con người đã viết 1 tỷ cuốn sách để định nghĩa thế nào là hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc. Sinh thời, Marx viết, hạnh phúc của một người là làm cho nhiều người được hạnh phúc. Trên lề đường của chúng ta, có rất nhiều người một thời đã hồn nhiên ý thức như vậy. Người chữa xe đạp bình thường này chẳng hạn. Hãy theo ông ta, ông Trần Xuân Tiến, về nhà tìm lại những kỷ niệm quý giá nhất của thời trai trẻ. Ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử vào giải phóng thủ đô năm 1954, có mặt trong đại đội chủ công tiến công đầu tiên vào cứ điểm Khe Xanh, được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới, 8 lần bị thương. Dũng sĩ Trần Xuân Tiến đã về già, có cháu nội cháu ngoại. Ông vẫn là người rất mực thật thà và tử tế. Con người trên mình 8 lần mang thương tích, không thể không nói đến nỗi đau thể xác. Nỗi đau thể xác, mối lo về miếng cơm manh áo hàng ngày có đấy, nhưng thật là nhỏ bé so với nỗi đau tâm hồn, những hiểu biết, nghĩ suy về họ mạng, đất nước, đồng bào. Từ xa xưa, con người đã luận bàn về hạnh phúc. Heraclit, một triết gia cổ Hy Lạp, 500 năm trước công nguyên, viết: nếu hạnh phúc là sự thỏa mãn vật chất, thì chúng ta có thể coi con bò là hạnh phúc. Hạnh phúc của một loài bò sát như con kỳ nhông, khi nó nằm ở trên đống lá khô thì nó màu nâu, khi nó ở cành lá xanh tươi thì nó màu lục, nhưng nó rất tinh khôn. Nó tìm cách băng qua lửa cháy mà người không hề bị xây xát. Có những con người cũng giống như loài kỳ nhông, họ vòng vo, tinh khôn, chẳng bao giờ để lộ một cái gì có thể phương hại đến bản thân mình. Chúng ta còn khốn đốn nếu có những người không thật, nếu có nhiều điều không thật, nếu có nhiều sự việc không gọi bằng đúng cái tên thật của nó. Không, không thể khốn đốn mãi được. Rất nhiều người cũng như tôi, chúng tôi tin tưởng một cách sâu sắc, chắc chắn là dù đông tây kim cổ, bất cứ thời nào, đạo lý và sự tử tế không mất, không bao giờ mất, vẫn trường tồn bất biến. Sự tử tế luôn luôn có mặt trong đời sống của chúng ta. Thiếu hẳn nó thì chúng ta cũng không còn là con người nữa. Chúng tôi cho rằng một dân tộc, một xã hội có phải chìm đắm ở trong khốn đốn vong nô thì cái sự tử tế và cái sự hoàn thiện vẫn tồn tại nguyên hình trong đó. Nó là cái đích để tập hợp, là ánh sáng để vươn tới. Tôi cũng tâm niệm như vậy, nhưng khi đã đạt tới một sự hoàn thiện, một sự tử tế như mong muốn, thì tiếc thay, đánh giá chúng tôi có lẽ đã dục nhau sang thế giới bên kia rồi. Và cuối cùng,
thì sau một cuộc đời tử tế hoặc không tử tế, dài lâu hoặc ngắn ngủi, mọi người đều được tạo hóa cho một cái quyền bình đẳng là trở về với đất. Có người cứ nói bừa rằng chết là hết, nhưng thực ra chết và con đường đi đến cái chết cũng nhiều chuyện lắm. Ví như trong đám có giọng thành kính xót thương: tiếc thay, ông ta là một người ăn ở tử tế. Hoặc bật ra: đáng đời cái lão chúa xu thời. Có lẽ chẳng mấy ai biết lắm chuyện về những người chết bằng những người đào mộ. Âu đây cũng là một dịp để làm quen. Cái công việc nắng mưa nặng nhọc này đôi khi bị coi là tận cùng của xã hội, lại cần cho bất cứ ai, cho ông, cho bà, cho tôi và cho tất cả. Và không hiểu bởi một lý do gì chúng ta thiếu đi một tấm lòng cần thiết đối với họ. Người đào mộ gửi vào đất cả quan chức lẫn thường dân, cả nhà học giả và thằng vô lại. Có điều, người ta trở về với đất trong những hoàn cảnh khác nhau, bằng những con đường khác nhau, mang theo xuống mộ những điều thiện và ác khác nhau. Nhân đây cũng nói thêm rằng, người tử tế, ai cũng mong muốn trông thấy đồng loại của mình có mộ yên mà đẹp, vì mộ yên mà đẹp an ủi được con người. Nhưng mong muốn hơn và an ủi được con người hơn vẫn là sự tử tế, là tình thương yêu, là công đức của người quá cố để lại cho đời. Đừng để rồi mai mốt mang theo xuống mộ một nỗi buồn có thể to hơn cả phần mộ của mình. Cùng với người đào mộ, có nên nghĩ ngợi rằng làm sao để khi từ giã thế giới, ta không chỉ nằm xuống như một người tử tế, mà điều quan trọng là ta có thể từ giã một thế giới tử tế hơn, trong đó con người được chăm lo hơn. Vậy ra, nghĩ cho đến cùng, ở trên đời này, không có một nghề nghiệp nào, không có một công việc gì, và cũng không có một con người nào trở nên tử tế nếu không bắt đầu từ tình thương yêu con người, sự trân trọng đối với con người, và đi từ nỗi đau của con người. Khi bấm những cảnh cuối của bộ phim này, người trông coi mồ mả, giám đốc căn nghĩa trang Hà Nội, cháu gọi nhà văn Ngô Tất Tố là bác, đã chép miệng bảo chúng tôi rằng: rõ chán, chuyện các anh cũ như trái đất. Tôi ở với người chết đã lâu rồi, có cái hay họ chẳng thèm tranh cãi với em bao giờ. Dĩ nhiên, nếu họ tranh cãi và nếu họ tham gia tranh cãi thì ối điều phải bác bỏ, kể cả tôi là người quản lý họ và cả cái phim canh đang làm. Vâng, thì có gì mới đâu và có dám tranh cãi gì đâu, khi mà ở đây, trong cái nghĩa trang bình dân này, có mặt rất đông những người giỏi chữ nghĩa. Cụ Nguyễn Huy Tưởng, cụ Vũ Ngọc Phan, cụ Xuân Diệu, cụ Nguyễn Tuân và nhiều cụ khác. Có dám tranh cãi với ai đâu và có gì mới đâu. Chỉ thương người bạn đồng nghiệp xấu số, lúc sống và lúc chết đều vui lòng để chúng tôi quay phim. Nỗi bất hạnh to lớn trong quá khứ của gia đình cậu ta kể ra ở đây không tiện, vậy mà vẫn đùa bỡn cho đến lời cuối. Cậu ta bảo rằng: tớ rất muốn sống để xem cái phim của các cậu làm về cái chết của tớ như thế nào. Trải qua một thời gian dài, rất dài, chúng tôi mới chiêm nghiệm được một điều rằng để thấu hiểu nỗi đau của con người không phải là một việc dễ dàng gì.
Vâng, không thể là một việc dễ dàng gì, nhất là khi ta không sống cuộc sống của người đời. Chỉ có sống cuộc sống của người đời, chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui của người đời, thì may ra mới tìm được, hiểu được, nghĩ được và làm đúng được đôi điều. Nhưng cũng như chúng tôi, ít có mấy ai lại lầm cầm từ chối một cuộc sống đầy đủ hơn, quyền thế hơn, để sống cuộc sống như mọi người. Cái nghịch lý là ở chỗ đó. Và cuối cùng, dù nhọc lòng mất công, những điều chúng tôi, những người làm phim biết được chỉ bằng giọt nước, còn những điều chưa biết lại là biển cả. Đến đây mới nhận ra rằng ở bộ phim này quá lạm dụng lời các danh nhân. Lời bình do những người làm phim viết ra rất có thể là những điều vớ vẩn, tầm phào, làm mệt lòng người duyệt kỹ tính. Còn lời các danh nhân thì thực sự yên tâm, đó là chân lý, là danh ngôn. Vì vậy, trộm nghĩ cũng nên thay chữ hết của bộ phim nhỏ bé này bằng việc nói thêm rằng cái câu nóng này táo tợn. Tất nhiên, chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình. May thay là của các mác tôn kính, chứ không phải là của bạn tôi.